Phúc Khang 78 TV xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ làm một cái video do nguồn kênh của Tài 66 Vlog nha cô chú anh chị. Thì hôm nay có biến rất là căng, rất là mạnh nha cô chú anh chị. Thì tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh thì có cô Năm, cô Năm Lăng gì đó, la chửi rồi đá đạp đổ bình bông của Tài 66 gì đó. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ làm một cái video này cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì tại công chiếu thì Phúc Khang cũng có vào xem và cũng có theo dõi, thì Phúc Khang ngồi thay xem và cũng có một cái đánh giá và cũng có một cái bình luận như vậy. Thì cái chuyện gì đó nó cũng có mâu thuẫn thì nó cũng có một cái cách là giải quyết, chứ không phải là một cái cách giải quyết mà nơi mộ các nghệ sĩ nổi tiếng trên đó, như là các nhạc sĩ nổi tiếng, các cố nhạc sĩ nghệ sĩ trên đó thì rất là nhiều. Nhưng mà mình nó là một cái người lớn thì cũng đáng tuổi đuổi mẹ tuổi cô của các em các cháu trên đó, thì mình có một cách giải quyết như thế nào, chứ không phải là mình có một cách giải quyết thì Phúc Khang thấy nó rất là bất hợp lý và có một cái sai rất là lớn. Thì Phúc Khang suy nghĩ thì cô đúng cái gì đó thì chưa biết, nhưng mà cô sai thì hoàn toàn chắc chắn 100%. Thì cô chú anh chị và khán giả vào xem thì cũng sẽ biết và cho một cái bình luận Phúc Khang biết ha. Thì theo Phúc Khang, theo suy nghĩ của Phúc Khang thôi nha, cái này là Phúc Khang bình luận thôi nha cô chú anh chị. Thì sai đúng gì đó thì cô chú anh chị cũng như cô Năm góp ý và bình luận cho Phúc Khang. Bây giờ Phúc Khang sẽ mở một đoạn video cho cô chú anh chị và các bạn xem của nguồn kênh Tài 66 nha cô chú anh chị. Con biết biết con, rồi. Từ con mới lên đúng rồi dạ. Mà tao biết con từ khi mà con mới lên mẫu Bắc Năm rồi, cô sai rồi đó. Trời ơi, dạ, cũng không nè, cũng trái cây. Trời ơi, con thấy con vậy hả? Trời ơi, cô hết rồi cái chuyện kỳ quá cô. Để con cúng, con cúng xong con về con. Con cúng xong con về. Cô từ từ. Dạ 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 để con cúng xong con về để cho con cúng cái. Trời ơi, tốt quá. Dạ. Để con cúng xong cái con về cô à. Không sao đâu. Để cô ở đây đi con về nha. Con chữ quá chữ. Chữ dữ hả? Mày nói ai mày? Ai bạc đầu hai cái tóc mày? Hả mày? Mày vô mày. Cô làm gì? Đó, cô chú anh chị xem thái độ của cô Năm. Lớn tuổi thì theo Phúc Khang lên trên đó cũng cũng nhiều lần rồi, Phúc Khang cũng đã tiếp xúc rồi. Thì cô Năm đây cũng khoảng tầm năm mấy 60 tuổi rồi nha cô chú anh chị, cũng phải còn trẻ nữa. Tầm cũng khoảng Phúc Khang đoán đoán là cũng khoảng tầm 60. Năm mươi mấy 60. Cũng đáng tuổi mẹ tuổi tuổi cô của các anh chị trên đó, nhưng mà có một cái cư xử và một cái thái độ nó rất là không hay cô chú anh chị. Đó. Thì chuyện gì hết mình cũng có thể là mình ngồi mình nói chuyện cho con cháu em út nó biết mình là người lớn, chứ đâu phải là mình người lớn mình hơn thua. Cháu nó sai nó chửi hay nó làm cái gì sai với mình, nó có lỗi với mình ra mình la chửi nó. Nếu như cái trường hợp này ở ngoài đường Phúc Khang cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà Phúc Khang không có chấp nhận được là nơi chỗ mà yên nghỉ của các nghệ sĩ cũng như là nghệ sĩ Vũ Linh đang ở trên đó và Tài đang cúng hoa bông gì của trên đó mà đến chửi la làm nhôi trên đó, lộn xộn trên đó và đá luôn đổ luôn bình bông của Tài 66 đang làm đó, đang trưng bông để cúng nghệ sĩ Vũ Linh, là một cái điều rất là sai, rất là sai, rất là bậy. Đó, bình bông người ta chân xong đi đá luôn. Thì một cái thái độ đó thì cô chú anh chị xem cái đó là đúng hay sai. Ở đây Phúc Khang không có bình Tài 66, không có bình cô Năm. Mà ở đây Phúc Khang chỉ bình luận và nói trong cái tâm mà Phúc Khang suy nghĩ. Đó. Bây giờ Phúc Khang sẽ gỡ đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì cô chú anh chị xem cũng như quý khán giả xem thì cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để cho cô chú cũng như là quý khán giả xem được và để biết được những cái thái độ, những cái lời ăn tiếng nói và cái lời chửi của cô Năm như thế nào.
Theo bình luận Phúc Khang thì Phúc Khang thấy là cái đó là cái điều sai hoàn toàn đó. Thì cô chú anh chị xem chia sẻ và bình luận cho Phúc Khang biết. Chết luôn xuống ăn dồi dữ lắm á nghe. Tội lỗi lắm. Dồi. Ăn dồi bằng con sâu á chứ đùa đâu. Đúng dạ. Rồi. Con của bác Năm con súng mà. Ủa coi nè, tôi chú chạy bá á, tôi mong của ông Tài nè, tôi chú anh chị. Quá. Tất nhiên phải quay rồi, chứ sao quay nữa. Mà không biết có lỗ công không mà làm cái rêu quá. Chắc chắn là chịu rêu á. Chịu rêu á. Trời ơi, mừng dễ sợ luôn con. Quá. Con biết không, bữa mày về lễ Chu Lan á. Mô Phật nó ăn coi thằng mô Phật nó tôi để cho tôi nổi đi lên. Ôi ôi. Thằng này nó sẵn sẵn những cái lỗ đó cho xuống. Không, nếu mà có. Tao nói cho mày biết không, nên tao sẵn sàng nhảy xuống. Nhảy xuống nào? Nhảy xuống cái lỗ để tao kỳ với mày. Lỗ nào? Ở đây không đứa là dám nói mày hết á. Lỗ nào? Có lỗ nào mày? Ông nội sao hả mày? Lỗ nào? Lỗ nào? Lỗ lỗ cha con ca mày á. Trời cha con còn sống, vẫn còn trẻ lắm. Mày còn sống mới để dành. Đó, cô chú anh chị xem thì những cái thái độ như thế nào? Khá là sai, khá là bậy. Mình là một cái người lớn mà mình ăn nói như vậy, mình chửi mình la như vậy thì Phúc Khang thấy rất là sai, rất là bậy. Sao con đòi nhảy xuống dưới? Trời ơi, cha con còn khỏe lắm luôn. Có gì mày không? Không chưa? Sáng cho tôi dụng mày nghèo đòi, mày còn mày vô mày nhảy trước mặt tao. Ủa, nó vô cúng mà nhảy gì? Cúng, cúng, cúng. Cúng Bác Năm mà. Ở đây mộ Bác Năm là người công chúng, ai có thể cúng vô lại vô được mà. Ủa, kỳ vậy? Trời ơi. Đâu vậy? Gì vậy? Hả? Mộ của Bác Năm hả? Ở mộ Bác Năm mà kỳ ta. Ủa? Hả? Bác Năm của ai Bác đâu? Năm luôn, cô chú anh chị. Trời ơi, giờ lụm nó tắm luôn nè, cô chú anh chị. Ủa, thì nói con miệng con nói chứ có gì đâu. Mô Phật. Ủa, trời trời. Nhớ cái clip đó là không hề kêu tên mày. Trời. Lên mạng mày chửi tao. Con có kêu tên cô không? Có sao có, tên gì? Cái gì, Nam Lan La, Nam gì? Cô tên gì, cô tên gì? Ờ, đồ mất dạy. Cô tên gì? Giấy khai tên sinh cô tên gì? Tên gì, thằng cha con bị mẹ mày biết. Nói thế nào? Hôm nay tao chửi luôn. Giấy khai sinh cô tên gì? Ở đây ai cũng kêu tao Nam Lan. Ủa, vậy cô Nam Lan? Mấy đứa cần thấy kêu Nam Lan hay Nam Lan? Ủa, vậy? Mày thấy con người nó là cộng chưa? Giấy khai sinh cô tên gì? Mày xéo đi đi mày. Mất gì xéo, mổ Bác Năm mà xéo vậy? Mổ Bác Năm, đúng rồi. Ai cũng có thể vô đây được. Ở đây xong rồi, mày tới mày nói coi tao có lũ quỷ nữa, nó sạch không? Cái đó là cô nói thêm á. Không ai nói thêm. Lấy bằng chứng ra. Bằng chứng có thì bằng. Lấy ra, nói gì được, lấy ra. Nói là thằng Ngọc đâu. Nói gì lấy ra. Thằng Ngọc. Lấy bằng chứng ra liền. Thằng Ngọc nó nè. Lấy ra. Mày dám thề không? Thề gì mà thề, không có thề. Mày tới mày không, mày thề đi. Nói gì lấy bằng chứng ra. Dám thề không? Nói được, lấy bằng chứng ra. Mày dám thề. Thề gì mà thề? Ồ, dạy. Nói chữ hoài luôn hả? Một người mà đáng tuổi cô đuổi mẹ mà hơn thua một cái người con, người cháu, người em như vậy thì Phúc Khang thấy hết đường để nói. Đó thì cô chú anh chị xem những cái thái độ như thế nào. Thì Phúc Khang cũng đã xem, cũng có nhiều cái clip, thì có một cái clip thì cô cũng có chia sẻ, cô cũng có nói. Thì những anh em nào ở trên đó là thương nghệ sĩ Vũ Linh, còn những người không thương nghệ sĩ Vũ Linh là không còn ở trên đó, đi hết rồi. Thì xin thưa với cô Năm là từ khi mà mộ nghệ sĩ Vũ Linh, và trước khi là mộ nghệ sĩ chưa Vũ Linh trên đó, là bên nhà luôn có đám tang luôn, Phúc Khang cũng không có đến mà để quay, đứng từ xa thôi, một hai clip gì đó thôi. Và đến khi mà an nghỉ nghệ sĩ Vũ Linh lên đó, Phúc Khang cũng có lên luôn.
thì Phú Khang vẫn biết là có rất là nhiều kênh trên đó, quay trên đó rất là nhiều view và rất là nhiều người đăng ký và rất là nhiều người ủng hộ. Nhưng mà Phú Khang cũng ít khi nào lên trên đó, trừ khi lâu lâu rảnh hoặc là có một cái sự kiện gì đó Phú Khang mới lên. Tại vì Phú Khang có một cái suy nghĩ khác, không có giống như anh em, không ai giống hơn ai hết. Thì mình cứ nghĩ là nơi đó là nơi an nghỉ một cái người đã qua đời, một suốt một cuộc đời người ta đã cống hiến và suốt cuộc đời người ta đã làm lụng cực khổ hay gì đó, bây giờ người ta đã nằm yên rồi thì mình để cho người ta yên nghỉ. Và mình có lên thì mình có thể là mình quay, mình đưa tin, mình những hình ảnh đẹp gửi đến cho cô chú cũng như là quý khán giả để xem thôi, chứ không phải lên trên đó để mình tranh luận hoặc là để mình có lời ăn tiếng nói qua lại và giống như hiện tại bây giờ. Cái đó là một cái điều không hay, đó là cái suy nghĩ của Phú Khang, cho nên là Phú Khang không lên trên đó thường xuyên đó, chứ không phải là không thương yêu nghệ sĩ Vũ Linh. Lúc nào Phú Khang cũng suy nghĩ đó là một nghệ sĩ tài ba. Việt Nam mình bây giờ không có ai, chỉ có một mình nghệ sĩ Vũ Linh là được như vậy thôi. Cho nên lúc nào mình cũng mến mộ, mình cũng ngưỡng mộ hết, nhưng mà mình không có lên thường, lâu lâu có sự kiện mình mới lên, chứ không phải là lên trên đó là thương yêu đâu. Tất cả các anh chị trên đó dám khẳng định, dám chắc là ở trên đó suốt ngày trên đó là thương yêu nghệ sĩ Vũ Linh hết không? Cũng có người này người nọ, cũng có những người suy nghĩ giống như Phúc Khang không lên trên đó, chứ không phải là lên trên đó là để mà chứng tỏ là tôi thương yêu nghệ sĩ Vũ Linh đâu. Mình cười cho tôi nghe nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chị mày có đánh chấm nó thật kì. Dạ cũng làm gì giờ. Hồi nãy thôi. Dạ, cảm ơn cô chửi con nha. Đó thì hôm nay trời ơi. Chấm bữa bữa rồi tao lên cái hết không thể cho tên mày. Cậu con cái cũng là ai còn mày cũng kém ra. Mày là cái thằng nó thua cái con bé mèo. Dạ đúng rồi. Ừ, có thể người ta dắt gạo vậy, mày gọi thì giọt. Còn cô cũng nói luôn, đề cập tới cái chuyện vắt gạo hay là không vắt gạo, cái chuyện đó thì mỗi suy nghĩ mỗi người nó khác. Thì anh em nào phụ được một tay một chân thì anh em giúp, còn người nào không giúp được thì thôi. Nhiều khi người ta không có muốn làm những cái việc gì đó, hoặc là người ta không có cái giống như nó thẳng luôn, bây giờ là Phúc Khang không binh ai hết, không binh tài cũng không binh chỗ cô Năm. Thì trước kia thì Phúc Khang cũng có mấy lần gặp anh Tài và cũng có khuyên giác nặng những cái thứ, thì anh Tài cũng có đã nói là cái lưng đó, em nó đang bị đau cho nên là em không có khiêng nặng được. Thì lúc đó Tài cũng có nói, thì Phúc Khang cũng đã biết có đó, nói rất là lâu rồi. Cái thời mà Phúc Khang nhớ là lúc mà Phúc Khang đi qua thăm cô Diệu Hiền và có gặp Tài 66 đó, lúc lúc thời điểm đó thì cô chú anh chị xem Tài có đăng một cái video của bên cô Diệu Hiền rất là lâu rồi, mấy tháng rồi chứ không phải là mới đây đó. Thì hôm nay Phúc Khang làm cái video này gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì Phúc Khang xin tạm dừng cái video tại đây, và cô chú anh chị xem cho Phúc Khang xin một bình luận, một đăng ký kênh và cũng như một chia sẻ để cho cô chú cũng như quý khán giả khác được xem và được biết những cái thái độ những cô của cô Năm Lăng gì đó đúng hay sai nha cô chú anh chị. Bây giờ Phúc Khang xin phép kết thúc video. Chào cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Ông Đình sao biết cô? Ồ, cô lớn tuổi mà theo Đình người ta kỳ quá. Phải rồi, tao Đình mày á. Cô. Hả?
Rồi Phúc Khang xin phép kết thúc video nha cô chú anh chị. Thì Phúc Khang ít có khi nào làm những cái video như vậy lắm, mà lên trên đó thì Phúc Khang cũng đã nhiều lần đi quay trên mộ nghệ sĩ Vũ Linh, có những cái chỗ mà những cô chú, những anh chị có những cái bức xúc hay lên tiếng hay la hay chửi, thì thời nói chung là có những cái câu rất là nặng thì Phúc Khang cũng không có quay luôn ha cô chú anh chị. Cho nên là video Phúc Khang đến đây xin tạm dừng, gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn.